Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Agribank chi nhánh Nam Ninh Bình, huyện đoàn Yên Khánh vừa tổ chức khánh thành bàn giao ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Lã Hồng Quân, lớp 5C, trường tiểu học xã Khánh Mậu. Gia đình em Quân thuộc diện hộ nghèo của xã Khánh Mậu, bố em bị bệnh, cả nhà 6 người chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập của mẹ em làm công nhân. Ngôi nhà trước đây đã bị xuống cấp nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình không có khả năng để xây ngôi nhà mới. Với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp các ngành, đoàn thể, ngôi nhà khăn quàng đỏ đã được khởi công từ tháng 12 năm 2022, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích hơn 80 m², tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, trong đó Agribank chi nhánh Nam Ninh Bình, huyện đoàn Yên Khánh hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại là sự ủng hộ, giúp đỡ của anh em họ hàng. Ngôi nhà mới giúp gia đình có chỗ ở ổn định và từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, động viên em Quân có thêm động lực tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.